Hello, xin chào các bạn. Hôm nay thì đi phỏng vấn hai con, đó là Dior Sauvage Elixir và Tom Ford Ombre Leather. Hôm nay thì tôi phải cầm cái máy điện thoại này tại vì tôi có mang mic mà quên mất cái jack cắm audio lâu quá rồi không đi quay phỏng vấn. Nên là sẽ lấy âm thanh từ đây nên mọi người có vẻ thông cảm nhá. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau phỏng vấn hai cái mùi hương này xem là mọi người số đông sẽ thích mùi hương nào hơn. Và cái khí hậu hiện tại, nhiệt độ ở Hà Nội nó rơi vào khoảng tầm loanh quanh tầm 20 độ. Một cái khí hậu rất là hợp lý để xịt nước hoa. Đi cùng mình nhá. Đây anh đang có hai cái mùi đã xịt ra hai tờ giấy rồi. Được. Anh muốn hỏi hai bạn là hai bạn gửi xem là hai bạn sẽ thích cái mùi hương nào hơn. Thì em sẽ chửi các cháu đúng rồi, đổi cho nhau xem là kiểu bình thường ví dụ ở cái thời tiết như thế này ấy, thì mọi người nếu mà để lựa chọn thì mọi người sẽ lựa chọn cái mùi hương nào dễ chịu hơn. Em là cái này, em thích cái này hơn. Như cái này hơi nồng. Đây cho anh gửi thử. Cái này nó kiểu nó hơi bị ngọt quá. Cái này lại hơi ngọt quá à? Vâng. Cái này lại dễ chịu hơn. Chịu hơn. Nó mát mát cả, cái này nó mát thôi. À. Cái thời tiết kiểu mát mát thôi. Kiểu thời tiết mát mát này thì cái mùi hương này dễ chịu hơn. Hai bạn có dùng nước hoa không? Em thì ít dùng. Thế à? Rồi đây cái chai mà em chọn là chai Tom Ford Ombre Leather này. Rồi cảm ơn hai bạn nhá. Xin cảm nhận anh đã xịt hai cái mùi hương ra hai cái tờ giấy rồi. Thì hai bạn gửi giúp xem rồi hai người đổi cho nhau xem là kiểu với cái thời tiết như thế này thì mọi người sẽ thích cái mùi hương nào hơn. Em thích cái mùi này nó hơi thắt. Em cũng mùi này. Thích cái mùi hương này hơn nhỉ? Vâng. Thế còn mùi hương này thì em thấy thế nào? Mùi này em thấy nó kiểu hơi bị ngọt quá. Nó hơi bị ngọt quá hả? Vâng. Với cái thời tiết nó hơi nóng như thế này. À. Thì em nghĩ là dùng cái bạn nữ cũng chung quan điểm với bạn nam không? Vâng. Nhưng mà nếu mà mua cho bạn nam thì có mua mùi nào? Mua mùi này hay là mua mùi mùi còn lại? Ừ. Bạn nam đang dùng mùi gì? Có xịt nước hoa không? Em có. Có hay thường xuyên xịt không? Từ cái ngày em bước chân vào bộ môn này thì em đang nghiện. Từ cái ngày em bước chân vào bộ môn này thì em đang nghiện. À đang bị nghiện à? Thế là đang có những con gì rồi? Em có một con Nike M này. Em thường là sẽ thích gu kiểu gì? Ngọt nhẹ hay là nhẹ mát mát? Với thời tiết mùa hè thì em thường là cũng cái mùi nó mát mát một tí. Hoặc là bắt đầu hơi lạnh lạnh thì em sẽ sang mùi ngọt nhẹ. Em không thích mùi ngọt nó bị nồng quá. Nghĩa là mình sẽ luân chuyển theo cái thời tiết đúng không? Dạ vâng đúng rồi. Rồi ok thì mùi em chọn là mùi Tom Ford Ombre Leather. Cảm ơn hai bạn nhá. Cảm ơn. Anh em ạ, tình hình là cái chai mà tôi thích ấy, hiện tại nó đang thua với tỷ số là 0-4 thôi. Hơi bị buồn. Nên là tôi đang nghĩ rằng là nếu mà phỏng vấn 1-2 đôi nữa mà tỷ số nó vẫn vậy ấy, liệu có khi nào chúng ta có một cuộc phỏng vấn mà tỷ số trắng không? Dễ lắm. Ombre Leather thực sự là kiểu mình không nghĩ là mọi người thích Ombre Leather đến như vậy. Mọi người chê Sauvage Elixir ngọt kìa. Nhưng mà thôi cứ làm thử hai đôi nữa nhá. Hai cái mùi mình đã xịt ra hai tờ giấy rồi thì mình muốn là các bạn ngửi thử xem là các bạn thích mùi hương nào hơn. Cho mọi người có thể đổi thử với nhau xem là kiểu với cái thời tiết hiện tại ở Hà Nội thì mình sẽ ấn tượng mùi hương nào hơn và cái lý do vì sao. Cái lý do vì sao mình thích mùi hương này hơn? Tại vì nó nhẹ hơn ý ạ. Ôi, từ nãy giờ rất là nhiều bạn thích mùi hương này ấy. Tại vì nó nhẹ, mùi này em thấy nó hơi nồng. Nó hơi nồng ý ạ? À? Nó không hợp với cái thời tiết này. Thế các bạn nam mình sẽ thích mùi hương nào? Thật ra mình thì mình sẽ thích mùi đấy hơn. Bởi vì cảm giác nó rất là hút. Ừ. Nó rất là hút. Tại vì từ nãy đến giờ là mình phỏng vấn còn tầm 6 bạn. Thì đây là người duy nhất thích mùi hương này. Thế hả? Nhưng mà các bạn có phải là người hay dùng nước hoa không? Mình cũng dùng thường xuyên. Thế bạn nữ, mình có phải là người hay dùng nước hoa? Dạ em không. Bạn nam thì bình thường bạn sẽ dùng theo cái thời tiết như thế nào? Mình thì nếu mà mùa đông thì mình sẽ dùng mùi cảm giác nó hơi ấm ấm một chút, vỗ hương một chút. Đấy, còn mùa hè thì nó như thế này. Có vẻ là bây giờ mình đang cảm thấy nóng nên mình ngủ mùi này nó rất là... Lúc ấy bạn định nói gì? Em thì thoảng dùng thôi. Rồi thế mình cảm ơn hai bạn nhé. Cái chai mà bạn nam thích là chai Dior Sauvage này. Còn bạn nữ thích là chai Tom Ford Ombre Leather. Rồi mình cảm ơn hai bạn nhé. Okay. Rồi xin cảm ơn. Mình đang có một kênh làm nước hoa thì mình đang muốn là mình đã xịt ra hai tờ giấy này rồi, hai mùi hương. Thì các bạn ngửi thử xem và các bạn đổi với nhau xem là mọi người sẽ thích cái mùi hương nào hơn trong cái thời tiết như thế này. Mùi thích là thích mùi này hơn. Mình xem tên nhớ tên. Lý do vì sao mình thích mùi hương này không?
mùi nó dịu dịu hơn, nhẹ nhàng hơn. Thế còn mùi này? Mùi này hơi cảm nhận của em nó hơi bị nồng tí. Bạn nam bây giờ bạn nam mà chung sở thích với bạn nữ không? Hay là lại nghiêng về con này hơn? Mùi này cũng nồng, hay là nồng em thích kiểu mùi nào nó nhẹ nhàng hơn. Ừ. Nhưng mà nếu bây giờ phải chọn một trong hai, chọn một trong hai mình sẽ thôi, chọn phương án thứ ba đi em chọn. Đó. Biết rồi, biết là rất là chung thủy, rất là một mùi hương rồi. Đây mùi này nhẹ hơn mùi đấy này. Đây là một lựa chọn cực kỳ thông minh và an toàn, không nên chọn người chọn khác rồi. Hai bạn có hay thường xuyên sử dụng nước hoa không? Có, em đang xịn. Hiện tại thì em đang xịn thì anh gửi đến một cái tông mùi ngọt ngọt đúng không? Đúng rồi, dùng của nhà cái gì Prola. Rồi, mình cảm ơn nhé. Cái chai mà hai bạn thích là chai Comfort Ombre Laser này. Ok, và các bạn có thể thấy được kết quả rồi. Mà rất là may mắn, tại vì Dior Sauvage mà mình thích nó vẫn được một phiếu anh em ạ. Còn kết quả còn lại của 4 cặp đôi, chúng ta có 8 người, thì 7 phiếu đều nghiêng về Comfort Ombre Laser. Và nếu như bạn đang lăn tăn với một cái mùi hương như thế này, thì các bạn có thể tham khảo trên cái việc review chia sẻ trên cái trang YouTube cũng như TikTok của mình. Còn hai em này thì kết quả như nào đã rõ rồi. Tóm lại là ông Kiên đi quay phỏng vấn, ông dự đoán chai nào win thì chai đấy luôn luôn thua. Em điều rất là buồn cười. Thôi xin phép đi về nhá. Thế thôi, mệt lắm rồi.